xe đạp nó chạy một vòng cái tình hình như thế nào. Khởi động buổi sáng hấp thu năng lượng nó thấy năng lượng lên. Sao buổi sáng trên đường Võ Thị Sáu thì xe cũng đông đúc, tại hôm nay là đầu tuần thứ ba, mọi người cũng đi làm, đi chắc là 50% ở nhà, 50% đi làm. Hôm qua là ở nhà hôm nay đi làm rồi, hôm nay hôm ở nhà rồi hôm nay đi làm, nên là đường khá dễ đông. Đây có một cái tấm xe rồi tới công viên Lê Văn Tám. Công viên Lê Văn Tám thì vẫn còn văng dây, văng nhiều hơn nữa. Người tập thể dục thì bây giờ là chỉ đi bộ bên ngoài thôi, giữ an toàn. Bây giờ có tăng cường bảo vệ nữa. Mình chạy tới cái ngã Hai Bà Trưng á là mình quẹo phải quẹo trái hả, quẹo trái nha. Ok rồi, giơ tay ra chạy từ từ, giơ tay từ từ qua tường bây giờ nè, qua từ từ. Bây giờ hết người tập thể dục rồi, chỉ còn dọn vệ sinh thôi. Bây giờ văng dây luôn ở ngoài đường luôn, không được đi vô luôn, không được đi. Qua quang cảnh không được đi nè, văng dây hết ngoài đường. Hồi trước là còn được tập ở phía trong lề, bây giờ hết được tập rồi. Văng dây hết luôn. Đây, phòng dịch chắc cú luôn. Không có vô được, qua đường đi em. Rồi bên hành lang đây là trước văng dây phía bên trong, bây giờ là văng dây phía bên ngoài. Là mọi người không được đi bộ luôn. Đó. Không được đi bộ. Wow, hầu như rào tất cả. Rào hết từ đây tới cuối đường luôn. Rồi quẹo đi ứng thủ. Rồi phía hai bên là công viên điện phủ là cũng đào dây trắng hết. Rồi tới ngã ba đường Phùng Khắc Khoan. Wow, Phùng Khắc Khoan có một cái nhà hàng sắp mới mở. Nhà hàng gì đây? Wow, Dynasty House. Đây lắp đi nào. Bị khai chưa? Rồi xuống đường Nguyễn Đình Chiểu. Rồi tới đường Đinh Tiên Hoàng, điện phủ Đinh Tiên Hoàng.
phía trước đèn xanh đèn đỏ còn khoảng 17 giây qua kịp không? Đang tăng tốc, hai cua rơ đang tăng tốc, thế là đã kịp rồi. Đây góc ngã tư này có đồ bán mang về nè, đó mì, bánh mì, đông lạnh luôn mang về, phục vụ cho buổi sáng. Phía trước là Bùng Binh, Điện Phủ. Chứ em cầu ông thôi. Cam é. Bánh mì. Chả cá cam é. Tôm cua, tôm cua phu chỗ này khá cong, có tầm nhìn luôn. Chạy dọc hai bờ kênh này cực kỳ mát vào buổi sáng. Với điều kiện là ít xe thì di chuyển sẽ khá thoải mái. Cà phê đen 13.000. Tiến về cầu Quan Quá Thám.
cây xanh này cảm thấy là rất là dễ chịu luôn. Cư miếu nổi khu chung cư này cũng đã có tuổi đời cũng cỡ 20 năm này, xây dựng từ năm 2001, bây giờ 2021 20 năm. Cầu sắt này quẹo trái, cầu sắt là đi qua khu Tân Định. Giờ đang đi trên đường Trường Sa. Phía bên kia là Hoàng Sa. Ồ, bánh mì, bánh bao. Rẽ phải em, rồi phía trước là sân vận động Lan Anh. Giờ rẽ phải đường Hoa Phượng, Quan Âm Tu Viện. Đường Hoa Phượng cực kỳ mát mẻ. Rồi ghé 14 Hoa Phượng. Câu lạc bộ Lan Anh đóng cửa luôn. Rồi bây giờ tắt ngang qua đường đường Cù Lao phía trước, đường Hoa Sứ. Đi vô khu này toàn là khu hoa mà thôi, khu hoa và biệt thự phố. Wow, căn lô gốc này cực kỳ đẹp. Trái phải tới ngã tư rồi, không biết về trái về phải luôn. Đèn đỏ quẹo luôn. À, đường Phan Chích Long. Chích Long là một cái khu đường có rất là nhiều chuỗi nhà hàng Hàn Quốc, Nhật, ký Lẩu Văn Chiền, Gogi, Hotpot, có không, có phở âm phố vẫn còn bán đem về, Kabob, Kabob Sumo, BBQ và có Starbucks. Wow, Starbucks thôi rút quá luôn, quá. Ủa quẹo hả? À, quay lại này là chắc qua leo cầu sắt đi về nè. Lẩu tteokbokki, baba chicken, bún mắm. Rồi người mua bánh mì thôi. Dạ bánh mì đang không được chung ra. Bán tất cả các loại luôn. Há cảo, sủi cảo, bánh bao, đặt hàng mua bán đem về luôn. Bán cái bánh bao 20. Ghé mua đồ ăn sáng em. Mua cái gì vậy? Há cảo, sủi cảo, bánh bao. Rồi đủ đồ ăn sáng rồi đó, cho ngày hôm nay rồi đó. Đi. Rồi leo con sắt đi về đó.
để cho bảo vệ môi trường. Video kết thúc tại đây luôn. Chào và hẹn gặp lại.